Vâng, thưa quý vị, chiều qua, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã kết thúc an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Với các thí sinh, sau khi kết thúc kỳ thi, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng điểm chung là nhẹ nhõm vì đã hoàn tất kỳ thi quan trọng nhất của thời học sinh. Và điều động lại trong các em đó còn là tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ, thầy cô đã dành cho mình trong những ngày qua. Những hình ảnh trong phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ điều này. Tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông những ngày qua, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh dõi theo con bên ngoài cổng trường thi. Rất nhiều phụ huynh không về mà ngồi lại đến cuối mỗi buổi thi để được gặp và động viên con. Hơn ai hết, các thí sinh là người cảm nhận rõ nhất sự quan tâm đặc biệt này của ba mẹ dành cho mình. Những ngày qua là ba mẹ dành cho em những sự quan tâm đặc biệt. Em rất biết ơn đó và em sẽ cố gắng thi thật tốt để không phụ lòng mẹ. Không chỉ có các phụ huynh đón thí sinh sau khi kết thúc buổi thi, còn có các thầy cô giáo, những người đã đồng hành cùng học sinh trong suốt 3 năm qua dưới mái trường trung học phổ thông. Nhất là trong giai đoạn nước rút, thầy trò cùng nỗ lực ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quyết tâm đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi. Chiều hôm nay là cái môn cuối rồi, thì các em đã nỗ lực trong suốt cả một quá trình. Nên các em hãy cố gắng và tự tin. Cố gắng lên nhá. Còn với các thí sinh được trải nghiệm kỳ thi quan trọng nhất của thời học sinh không chỉ mang mục đích để xét tuyển đại học hay tốt nghiệp, mà đây còn là dịp để các bạn có thêm kỹ năng làm vốn hành trang cho hành trình tiếp theo, đồng thời cũng sẽ đón nhận kết quả thi với tinh thần lạc quan nhất. Em đã dùng hết sức và dù các cảnh như thế nào thì em vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận với tâm trạng vui vẻ. Em cảm thấy rất là vui vì bản thân mình đã hoàn thành được kỳ thi gọi là khó khăn nhất trong cuộc đời học sinh. Và em cảm thấy rằng sau kỳ thi này em sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cho những cái kỳ thi quan trọng sắp tới trong tương lai. Tại vì trong ngày thi toán hôm qua thì đã có một vài câu mà em chủ quan em làm sai. Thì em nghĩ là em sẽ cần phải xem lại vấn đề này để cho sau này trong tương lai khi mà bước vào đời rồi bắt đầu làm công việc rồi thì em sẽ không bị vướng mắc những cái vấn đề này nữa. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đã khép lại. Chia tay tuổi học trò ở tuổi 18 với sĩ tử, kỳ thi chắc chắn để lại cho các bạn rất nhiều kỷ niệm. Và trong gói hành trang mang theo ở chặng đường tiếp theo, không thể thiếu lòng biết ơn của các thí sinh đối với thầy cô, ba mẹ, những người đã luôn đồng hành cùng các em trong suốt 12 năm học của thời học sinh.